Thị trường lao động ở Nga đã trở thành thị trường tìm người lao động. Xu hướng này thể hiện rõ tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục ở mức 2,9% và đã giảm năm thứ hai liên tiếp. Nguy cơ thiếu hụt nhân sự đã được cảnh báo nhiều lần ở Nga và đây đang được xem là vấn đề chính làm chậm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Nga, không phải là các lệnh trừng phạt. Người đi tìm việc làm ở Nga lúc này đã trở nên dễ dàng hơn nhiều, đó là sự thật do nhu cầu người lao động trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, theo các nhà kinh tế, tình trạng thiếu nhân sự tiếp tục đang có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Cuộc khảo sát ở tờ Commerzant mới đây cho thấy, gần 90% công ty Nga trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế đang thiếu nhân sự. Tỷ lệ 3 đến 3,5 hồ sơ được thiết lập cho mỗi vị trí tuyển dụng. Ở những lĩnh vực thiếu chuyên gia, tỷ lệ này đang thay đổi theo hướng không có lợi cho người sử dụng lao động. Theo tờ tin tức Investia, Hiện ở Nga đang thiếu khoảng 4,8 triệu lao động, đó là gần 7% lực lượng lao động của nền kinh tế. Con số này được đưa ra trong một nghiên cứu của Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga vào tháng 12 năm 2023. Các chuyên gia kinh tế cho rằng thiếu hụt lao động trầm trọng nhất là trong các ngành công nghiệp sản xuất với nhu cầu dao động từ 800.000 đến 1,1 triệu người và trong lĩnh vực logistics và thương mại cũng cần từ 300.000 đến 500.000 người ở mỗi ngành. Đại dịch Covid-19 khiến tỷ lệ tử vong cao, các hạn chế và sự suy yếu của đồng rút đã khiến Nga trở nên kém hấp dẫn hơn đối với lao động nhập cư. Sự thay thế nhập khẩu và phát triển của tổ hợp công nghiệp quân sự đã tạo ra việc làm mới. Nhiều yếu tố đã được các chuyên gia phân tích, nhưng vấn đề chính và cơ bản nhất là lỗ hổng nhân khẩu học của những năm 1990, hậu quả là những gì thị trường lao động ở Nga đang phải đối mặt lúc này. Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, Tình trạng thiếu lao động quy mô lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho doanh nghiệp và xã hội, làm tăng thêm lạm phát và làm giảm GDP. Đó là chưa kể đến việc nếu không có nhân sự có trình độ cao thì không thể hoàn thành việc định hướng lại nền kinh tế. Các chuyên gia Nga kêu gọi phát triển các công nghệ tiết kiệm tài nguyên để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, đặc biệt cần tập trung giảm nhu cầu lao động chân tay khi phát triển các sáng kiến mới. Báo chí Nga không dự báo lạc quan về thị trường lao động năm 2024, khi nền kinh tế Nga vẫn trong cơn khát nhân lực. Ngay khi các sáng kiến về nhân khẩu học thúc đẩy tăng tỷ lệ sinh, thì nước Nga sẽ gặt hái thành quả không sớm hơn sau 20 năm nữa. Ở diễn biến khác, chiến sự Ukraine khiến ngân sách Nga giảm nhanh, nhưng bộ đệm tài chính họ gây dựng hai thập kỷ qua được dự báo trụ vững thêm nhiều năm nữa. Số liệu của Bộ Tài chính Nga cho thấy, tính đến ngày mùng 1 tháng 2 năm nay, quỹ tài sản quốc gia Nga (NWF) có 11.922 tỷ rúp, bằng khoảng 133,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6,6% GDP dự báo năm nay. So với đầu tháng 1, quỹ này giảm gần 43 tỷ rúp. NWF là quỹ dự phòng của Nga, chiếu lấy từ doanh thu ngành năng lượng. Chính phủ Nga dùng tiền trong quỹ này để bù đắp thâm hụt ngân sách và hỗ trợ các công ty quốc doanh. Phần tài sản thanh khoản cao của quý này hiện còn 55 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 50% so với tháng 2 năm 2022, thời điểm trước khi chiến sự tại Ukraine nổ ra. Cùng với khoảng 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối đang bị phương Tây đóng băng, các số liệu trên cho thấy các lệnh trừng phạt lên Moscow và chi tiêu quân sự của Nga đang ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính nước này. Tôi cho rằng sẽ đến lúc Nga không còn đủ tiền. Sofia Donetsk, kinh tế trưởng tại Renaissance Capital nhận định. Năm ngoái, Bộ Tài chính Nga đã chi 3.460 tỷ rúp từ NWF để bù đắp thâm hụt ngân sách. Họ cũng rút ra 1.000 tỷ rúp từ quỹ này để chi cho việc khác. Theo kế hoạch năm 2024, cơ quan này có thể bù đắp 1.300 tỷ rúp thâm hụt ngân sách và hỗ trợ khoảng 900 tỷ rúp cho các công ty và dự án đầu tư. Tức là dự trữ của NWF sẽ tiếp tục giảm. NWF là lưới an toàn của Nga, nhưng chúng ta cần hiểu rằng quỹ này không vô tận nếu giá dầu không phải là 65 đô la Mỹ mà là 60 đô la Mỹ, hàng nghìn tỷ rúp sẽ tiếp tục bị rút khỏi NWF. Yevgeny Suvorov, nhà kinh tế học tại Central Credit Bank, ước tính giá dầu năm nay giảm về 50 đô la Mỹ một thùng sẽ khiến dự trữ của Nga mất thêm 2.000 tỷ rúp. Với kịch bản này, dự trữ của họ sẽ cạn kiệt vào đầu năm 2025. Nói đơn giản, Nga sẽ không có bảo hiểm nếu giá dầu thấp. Suvorov nói, dù vậy, giá dầu thô Brent hiện ở mức 82 đô la Mỹ một thùng, dầu Uran của Nga cũng giao dịch quanh 74 đô la Mỹ và chưa có dấu hiệu sẽ giảm. Bộ Tài chính Nga thậm chí dự báo bổ sung 20 tỷ đô la Mỹ cho NWF trong năm nay. Ngay với kịch bản giá dầu ở mức 60 đô la Mỹ một thùng, Nga vẫn có bộ đệm tài chính an toàn trong nhiều năm nữa. NWF đầu tư vào nhiều kênh như gửi tiền vào các ngân hàng quốc doanh, mua cổ phiếu, trái phiếu và các dự án đầu tư khác với tổng giá trị gần 79 tỷ đô la Mỹ các tài sản này được xếp vào nhóm không có tính thanh khoản cao tuy nhiên bộ tài chính nga cho biết họ có thể dùng các tài sản này để huy động vốn từ ngân hàng trung ương